Theo thông tin từ tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 3 tháng 4, cả nước có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 7 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và 3 bệnh nhân bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 85 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, có 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có cháu bé 2 tuổi, Bệnh nhân thứ 34, bệnh nhân nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 9 tháng 3 năm 2020. Bệnh nhân số 37, bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11 tháng 3. Bệnh nhân số 38, bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 10 tháng 3. Bệnh nhân số 40, bệnh nhân nữ, 2 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 10 tháng 3. Bệnh nhân 41, bệnh nhân nam 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 11 tháng 3. Bệnh nhân 42, bệnh nhân nam 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 11 tháng 3. Bệnh nhân số 43, bệnh nhân nữ 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 11 tháng 3. Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh viện đã nỗ lực hết mình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, áp dụng nghiêm ngặt phát đồ điều trị của Bộ Y tế. Hiện tại các bệnh nhân không sốt, không ho, tình trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân số 37 cũng có con mắc Covid-19 nhưng chưa điều trị khỏi nên xin ở lại cùng con cho đến khi khỏi bệnh. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong 14 ngày tiếp theo. Tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có các ca như Bệnh nhân 99, bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 21 tháng 3. Bệnh nhân số 100, bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện vào ngày 21 tháng 3. Bệnh nhân 100 số 21, bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện 20 tháng 3.